Thông tin nghệ sĩ Quang Minh đón con trai vừa mới sinh cùng bạn gái mới kém tuổi đang là đề tài nóng gây chấn động showbiz. Đáng nói là việc anh đã bước sang độ tuổi 65, việc có con mới sinh là điều hiếm có ở nhiều người. Chiều 6 tháng 11, nghệ sĩ Quang Minh xác nhận anh và bạn gái vừa đón con trai chào đời. Con trai của anh có tên thân mật là Dustin, chào đời hôm 4 tháng 11 nặng 3kg. Nam nghệ sĩ bộc bạch, tôi hạnh phúc khi con trai chào đời. Tôi đã có hai con gái, giờ có thêm một cậu con trai nên cảm xúc rất khó tả. Ở tuổi này tôi cần niềm vui và cần một gia đình. Tôi biết khi con chào đời thì trách nhiệm của mình cũng nặng nề hơn. Thông tin này nhanh chóng khiến cõi mạng sốc bất ngờ bởi trước giờ anh không công khai bạn gái, đặc biệt là từ khi kết thúc hôn nhân với Hồng Đào. Quang Minh sinh năm 1959, nay anh đã bước sang độ tuổi 65. Đối với nhiều người, độ tuổi này đã là độ tuổi xế chiều bình yên bên con cháu, nhưng Quang Minh bất ngờ lại làm bố ở độ tuổi này. Ngay lập tức netizen liền đặt câu hỏi về lối xưng hô của nam nghệ sĩ với bố mẹ vợ mới. Theo đó, bạn gái Quang Minh kém anh đến 37 tuổi. Được biết cô gái này có tên là Tăng Khánh Chi, năm nay 28 tuổi. Vì cách biệt tuổi tác quá lớn, cộng đồng mạng liền suy nghĩ đến tình cảnh Quang Minh xưng hô ra sao với bố mẹ bạn gái mới này, bởi chắc chắn bố mẹ Tăng Khánh Chi chỉ ngang tuổi với Quang Minh, nhưng về vai vế làm rể thì phải có sự tôn trọng đến bố mẹ vợ. Nghĩ đến điều này, ai cũng dở khóc dở cười. Ngoài ra, trên mạng xã hội, nhiều người bất ngờ khi biết được độ tuổi thật của Quang Minh là 65, bởi nhan sắc của anh là quá trẻ so với lứa tuổi. Anh được nhận xét là nhìn như U40. Từng nói về nhan sắc của mình, nam nghệ sĩ bộc bạch, tôi là đàn ông con trai nhưng tôi khá kỹ những vấn đề về da dẻ, bởi vậy mà người ta mới đồn đoán về giới tính của tôi. Ngoài giữ dáng, tôi kiên trì tập luyện thể thao, đặc biệt là bơi lội. Mỗi ngày tôi dành 45 phút để tập gym, 20 phút để bơi. Về mối quan hệ với Hồng Đào, Quang Minh cho biết vẫn dành sự tôn trọng theo dõi các hoạt động nghệ thuật của vợ cũ. Nghệ sĩ cho biết vẫn giữ liên lạc với hai con gái, Vicky Võ 28 tuổi và Sophia Minh Châu 22 tuổi, nhưng ít khi gặp nhau vì khoảng cách địa lý. Khi nào tôi có dịp về California, Mỹ thì gặp mặt, nếu không thì chỉ nhắn tin. Tôi và con chủ yếu hỏi thăm sức khỏe hoặc chúc mừng sinh nhật nhau. Vì khoảng cách địa lý nên bố con cũng xa cách hơn trước. Đôi lúc nghĩ lại tôi cũng có chút chạnh lòng, nam nghệ sĩ chia sẻ. Về bạn gái mới Tăng Khánh Chi, diễn viên cho biết anh và bạn gái bắt đầu quan hệ tình cảm một năm qua. Vài tháng trước anh ra mắt gia đình bạn gái nhưng chưa nghĩ sẽ tổ chức đám cưới. Sau khi có con, chúng tôi đều thấy trách nhiệm hơn với tổ ấm. Thời gian qua tôi không tiết lộ mối quan hệ vì muốn sống kín tiếng, sợ ồn ào dư luận. Ở tuổi này tôi chỉ muốn sống bình yên, tập trung làm nghề. Đến lúc tôi cần phải sống cho mình rồi, diễn viên nói. Từ khoảng thời gian vào năm 2023 đến nay, Khánh Chi thường xuyên đăng ảnh tình tứ ngọt ngào bên Quang Minh để đánh dấu chủ quyền. Cả hai còn thường xuyên xuất hiện bên cạnh một bé gái xinh xắn tầm 7 tuổi, được Khánh Chi xưng hô là mẹ con. Người yêu của Quang Minh từng có nhiều khoảnh khắc thân thiết với Diệp Lâm Anh, Cao Thái Sơn, Bùi Lý Thiên Hương. Sau khi thông tin vừa chào đón con trai được chia sẻ rầm rộ, Quang Minh cũng công khai luôn khuôn mặt của em bé. Nam diễn viên bế thiên thần nhỏ trên tay, khuôn mặt mỉm cười vô cùng hạnh phúc. Đặc biệt điểm gây chú ý trong bức ảnh được chồng cũ Hồng Đào đăng tải chính là khoảnh khắc Khánh Chi trở thành phó nháy được phản chiếu trong chiếc bóng bay.